Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Bin đã quay trở lại với một mái tóc siêu ngắn mà không biết là mọi người có cảm thấy lạ lẫm hay không. Giờ nếu mà có hơi ngố một chút thì mọi người cũng đừng có chê nha. Vlog lần này sẽ là 4 lý do mà chúng ta nên đi học nhảy. Thì những cái điều này là những cái điều mà Bin đã từng trải qua và Bin đã từng trải nghiệm nó trong cái quá trình mà suốt cái quãng thời gian mà Bin tập nhảy á. Thì Bin sẽ chia sẻ lại với mọi người những cái suy nghĩ của Bin thôi. Thì nếu mà mọi người có cảm thấy đúng thì cho Bin một like và subscribe nha. Trước khi bắt đầu video thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram của Bin cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Ok, và lý do đầu tiên thì Bin nghĩ đó cũng là một cái lý do mà tất cả chúng ta ai cũng đều cần, đó chính là sức khỏe. Thì có người sẽ nói là sức khỏe thì mình đi tập thể dục cũng được và mình đi tập gym cũng được, thì tại sao lại không tập hai cái đó. Thì về phần nhảy á, Bin thấy là nó sẽ không có nhàm chán. Chúng ta được hoạt động theo toàn bộ cơ thể và đặc biệt là chúng ta có thể chọn một cái bài hát mà mình yêu thích để mình có thể nhảy theo mà không có bị quá nhàm chán, giống như là mình chỉ có việc đi bộ thôi mà mình sẽ được sáng tạo trên cơ thể của mình nhiều hơn. Và ba Bin thường nói một câu là có sức khỏe mới có nhiều ước mơ. Thì hồi trước thì Bin không hiểu cái câu đó là cái gì, thì sau này Bin mới hiểu là nếu mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta chỉ có việc là mình chỉ nằm trên giường bệnh và mình ước mơ một ước mơ, đó chính là mình có lại được sức khỏe của mình thôi. Thì việc học nhảy này nó không có giống như việc tập gym, đó chính là tập gym này mình sẽ tập theo từng phần như là bụng rồi mông rồi vai rồi hông gì đó, tất cả các kiểu. Nhưng mà việc tập nhảy thì nó sẽ là toàn bộ cơ thể mình luôn, tức là mình sẽ được vận động toàn bộ cơ thể của mình luôn. Và Bin chắc chắn một điều rằng nó sẽ không bao giờ nhàm chán hơn như là mình đi tập thể dục hay là tập gym nha mọi người. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai mà Bin nghĩ tất cả chúng ta nên cần đi học nhảy, đó chính là sự tự tin. Ngày trước khi mà Bin chưa có được tiếp xúc nhiều với nhảy á, thì Bin rất là ngại đám đông. Ví dụ như trước ống kính như thế này thì Bin rất là ngại nhìn vô nói. Thì bây giờ Bin vẫn có một chút nó hơi lắp bắp về cái cách ăn nói, nhưng mà Bin cũng đã được khắc phục rất là nhiều rồi. Vì khi mà bạn nhảy thì bạn sẽ được thể hiện cái tôi của mình nhiều hơn, và bạn sẽ cho người khác biết là mình cũng có thể làm được như thế này, mình cũng có thể làm được như thế kia. Thì cái điều đó nó giúp cho mình tự tin lên khá là nhiều. Bên cạnh việc tự tin hơn thì các bạn sẽ có được nhiều mối quan hệ hơn khi đi học nhảy, đó chính là những bạn bè xung quanh ở trong lớp. Và các bạn sẽ tự tin hơn trong việc cả việc giao tiếp và cả việc thể hiện bản thân của mình nữa. Tại sao trong việc tự tin hơn trong việc giao tiếp? Tại vì mình nghĩ là như vậy nè. Có nhiều lúc bản thân mình sẽ không bao giờ nói chuyện với ai hết, mình không, cho tới khi mà người ta hỏi mình thì mình mới trả lời. Khi mà mình đi học ở lớp á, thì có rất là nhiều các bạn học viên khác có thể là họ sẽ hỏi mình là học cái này như thế nào, động tác này làm như thế nào. Và ngay cái lúc đó trong cái bản năng của bạn á, nó sẽ dần dần thành một cái thói quen là mình sẽ nói chuyện nhiều hơn và mình sẽ biết cách cư xử như thế nào để cho những người xung quanh mình có thể hiểu mình hơn. Thì Bin thấy đó là một điều rất là hay, thì mình có thể giao tiếp được và mình tự tin hơn rất là nhiều. Bản thân Bin cũng vậy, ngày trước là Bin khi mà Bin chưa nhảy nhiều á thì Bin rất là ngại nói chuyện với mọi người. Còn bây giờ sau một cái quá trình hoạt động rồi á thì Bin đã quen hơn, và khi mà ví dụ như đi cà phê với bạn bè hay là thậm chí những người mà mình không quen, bạn của bạn bè đi, thì mình sẽ có những cái câu hỏi nó giao đãi nhiều hơn và mình hỏi người ta nhiều hơn là đợi người ta hỏi mình, và mình chỉ có yes no question thôi. Thì nó làm cho người ta cảm thấy là bạn đang tự ti. Thì lý do thứ hai này rất là quan trọng, đúng không mọi người? Mình nghĩ là ai cũng phải cần có cái sự giao tiếp và tự tin nhất định nào đó. Ok, và điều thứ ba đó chính là cơ thể của mình sẽ nhanh nhẹn hơn. Điều này nó khác với cái điều một là sức khỏe nha mọi người. Cái điều cơ thể nhanh nhẹn hơn thì chúng ta sẽ trong cái hoạt động sinh hoạt bình thường thì mình sẽ nhanh nhẹn hơn. Bin lấy ví dụ một cái đi nha. Ví dụ như một cây viết từ trên bàn rớt xuống, thì những người bình thường, thì cái đó là tùy theo người chứ không phải ai học nhảy là cũng như vậy nha mọi người. Thì sẽ có những người người ta sẽ phản xạ rồi người ta chụp. Nhưng mà khi cơ thể mình học nhảy á, cơ thể của mình sẽ nhanh nhẹn hơn và mình phản ứng mọi thứ nó cũng nhanh hơn. Thì mình thấy điều này nó cũng
không có gì quá to lớn nhưng mà nó cũng rất là cần thiết ở trong cuộc sống của mình. Ok, và điều thứ tư và cũng là điều cuối cùng đó chính là xả stress. Cái này thì không biết những bạn khác như thế nào nhưng mà những học viên của Bin á thì họ thường nói với Bin là họ tới lớp họ không cần là họ phải nhảy quá đẹp, họ không cần phải nhảy chuyên nghiệp được như những người dancer vũ công thật sự, mà họ chỉ cần đến lớp họ chỉ cần nhảy hòa mình ở trong âm nhạc, rồi họ giao lưu, họ kết bạn, được kết bạn nữa thì chỉ cần bao nhiêu đó thôi, họ được nói những gì mà họ suy nghĩ, họ được thể hiện bản thân mình thì cái điều đó sẽ giúp chúng ta xả stress rất là nhiều. Tại vì Bin dạy rất là nhiều học viên, nhiều khi họ làm ở trong văn phòng á mọi người, nhiều khi chỉ có máy tính và họ thôi, cho nên là cái sự tiếp xúc giữa con người với con người nó không có được cao, và có những thứ mà mình cần chia sẻ ra ngoài thì lại không được đáp ứng khi mà mình ở nơi làm việc á mọi người. Tại vì mọi người cứ nghĩ đi, lúc mà mọi người làm việc thì mọi người chỉ có công việc rồi sếp rồi giấy tờ, nhiều khi mọi thứ nó rất là nhức đầu, nhưng mà khi mà mọi người đến lớp thì những cái điều đó sẽ được gác qua hết và mọi người chỉ cần hòa mình, nhảy với tất cả mọi người xung quanh thôi. Cho nên là Bin nghĩ là mọi người sẽ được xả stress rất là nhiều khi mà đi học nhảy. Ok, và đó là suy nghĩ của Bin cũng như là những trải nghiệm mà Bin đã trải qua, cũng như là Bin đã thấy được những người xung quanh của Bin đã thực hiện được khi mà học nhảy. Nếu mọi người đã trải qua và có một cái suy nghĩ khác về nhảy thì hãy comment ngay bên dưới để Bin biết nha. Video đến đây là kết thúc rồi, nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Bin nha. Nhớ chia sẻ cho Bin nữa. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.